Chúng ta tiếp tục với bài số 20 với chủ đề tỷ lệ vô sinh. Thưa các bạn, vô sinh có một cái tỷ lệ nhất định, mà nếu các bạn không may gặp phải thì các bạn yên tâm là trên thế giới này cũng có nhiều người bị, chứ không phải là các bạn. Và cái vô sinh xưa nay thì các bạn, ông cha ta cứ cho rằng là do người vợ không biết đẻ. Tuy nhiên nguyên nhân có thể do người vợ, thậm chí có thể do người chồng, mà khoa học ngày nay đã chứng minh rõ cho các bạn, tôi đưa ra những con số này trên thế giới để các bạn tìm hiểu. Những cặp vợ chồng vô sinh hiện nay tỷ lệ vô sinh chiếm khoảng 8%, trong đó nguyên nhân do người vợ chiếm khoảng 40%, còn nguyên nhân vô sinh do người chồng chiếm khoảng 40%, cũng tương đương với nữ, đúng không ạ? Và nguyên nhân với vô sinh gặp cả ở hai vợ chồng chiếm khoảng trên 10%, và còn lại là khoảng 5-10% những cái cặp vợ chồng là chậm con trên 1 năm. Tuy nhiên qua các cái thăm khám, các cái xét nghiệm lâm sàng y khoa chưa phát hiện ra những nguyên nhân cụ thể, nhưng người đó vẫn không có thể có con được, đó là những hợp không rõ nguyên nhân. Chính vì thế mà các bạn cần phải đi thăm khám bác sĩ để điều chỉnh phù hợp nhất, chứ không chờ đợi một cái sự may mắn nào khác cả. Còn tại Việt Nam, cái tỷ lệ vô sinh ngày một tăng lên. Trong quá trình khám bệnh của tôi thì và những nghiên cứu trên thế giới tại Việt Nam so với khoảng 5-10 năm trước, thì cái tỷ lệ khám tiền hôn nhân và khám sức khỏe sinh sản trước sinh tăng lên, các cặp vợ chồng đến với chúng tôi tăng lên khoảng 15-20% so với những cái năm trước kia. Và những cái con số các cái cặp vợ chồng trẻ dưới tuổi 30 thì chiếm tỷ lệ vô sinh khoảng 50%. Các cái cặp vợ chồng theo nghiên cứu tại Việt Nam có những con số cụ thể. Và những cái cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ từ 18, phụ nữ từ 18 cho đến 49 tuổi trong độ tuổi sinh đẻ thì gặp cái tỷ lệ vô sinh lên đến con số 7,7%. Và trong đó thì cái tỷ lệ vô sinh 2, vô sinh thứ phát cũng chiếm tỷ lệ rất cao là 50% trong các cái cặp vợ chồng vô sinh. Chính vì thế mà các bạn đã từng có em bé rồi, sau khi các bạn có em chuẩn bị có kế hoạch sinh em bé lần tiếp theo, lần 2 hoặc là thậm chí lần thứ 3, thì các bạn cần phải đi thăm khám bác sĩ trước khi sinh để các bạn tìm xem là cái khả năng sinh sản của vợ chồng mình có bình thường hay không, để có kế hoạch cụ thể. Chứ không, bạn không phải chờ đợi khi mà thả ra mà mãi không có con bắt đầu mới đi khám, thì đấy một cách hoàn toàn thụ động. Mà ngày nay thì các bạn nên liên làm việc một cách thực sự là chủ động cho mình. Vâng, cái tỷ lệ thì nó cũng khá là ngắn gọn, tôi đưa ra để cho các bạn nắm bắt được. Bài tiếp theo tôi xin mời các bạn hãy đón xem các cái nguyên nhân gây vô sinh ở người nam giới, để cho các bạn biết được là mình có những cái biểu hiện trong cái nhóm nguyên nhân này không, để các bạn hãy biết cách tự phòng hoặc là thăm khám, xin ý kiến bác sĩ tư vấn cũng như được điều trị kịp thời cho các bạn nhất. Xin hẹn gặp lại trong bài tiếp theo.